trở lại một bản tin ngắn, trở lại một con thiêu thân nữa chính thức đâm vào cuộc đua của 2024 hay là 2024. Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, trong đó Cộng Hòa tiểu bang North Dakota, đó là ông Doug Burgum, tuyên bố ứng cử tổng thống, tiếp tục một con thiêu thân. Không sao cả, càng thiêu thân như vậy càng vui, để chứng minh ông Trump sẽ là nghề chiến thắng tuyệt vời, lấy bớt phiếu cho một số nhân vật như là của Ron DeSantis chẳng hạn. Trên thực tế, cử tri của ông Trump rất là standby, và bây giờ có đến chết cử tri của ông Trump họ cũng theo ông Trump và không bao giờ bỏ phiếu cho một số nhân vật khác từ khi ông Trump chết đi. Tổng thống bang của tiểu bang North Dakota tuyên bố ông sẽ tranh cử tổng thống vào sáng thứ tư, đánh dấu ứng cử viên thứ ba trong vòng 24 giờ qua lọt vào cái sổ bầu cử sơ bộ. Ông nói rằng là trong đó ông chỉ trích việc thiếu tầm nhìn kinh tế trong video chiến dịch tranh cử của ông Biden. Chúng ta cần một sự thay đổi tại tờ Bà Đốc, chúng ta cần một nhà lãnh đạo mới cho nền kinh tế đang thay đổi, và đương nhiên chúng ta cần một nhà lãnh đạo mới thay thế cho ông Joe Biden. Nhưng mà người chúng ta cần đó là Donald J. Trump, Trump 2024, bởi vì ông đã chứng minh được những chính sách kinh tế của ông là hoàn toàn hoạt động tuyệt vời. Ông nói đúng luôn, chúng ta cần một nhà lãnh đạo mới trong nền kinh tế đang thay đổi. Trước khi giành thống đốc bang của tiểu bang Đắc Dakota vào 2016 và tái đắc cử năm 2020, Belchum là một nhà đầu tư mạo hiểm, giám đốc điều hành công ty. Ông ta đã sớm đầu tư vào công ty Rayplan Software khi nó còn là một công ty mới thành lập, và tiếp tục giữ giám đốc điều hành của nó. Sau đó công ty này bán cho Microsoft với giá là $1 tỷ. Như vậy tiếp tục là một nhân vật giàu có để tham gia chính trường của nước Mỹ. Sorry nha, không phải tỷ phú nào cũng có thể thành tổng thống của nước Mỹ, và duy nhất trong tương lai tôi nghĩ chỉ có Donald Trump mà thôi. Và đó là một con thiêu thân vẫn tiếp tục đi vào trong một cái bãi sa mạc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.